Cửa hàng Cellphone S đầu tiên trên địa bàn tỉnh đã khai trương đi vào hoạt động trong sáng nay 24 tháng 2 tại địa chỉ số 5 đường Hùng Vương, thành phố Huế. Trong dịp khai trương này, Cellphone S Huế áp dụng rất nhiều chương trình ưu đãi, quà tặng cho khách hàng mua sắm như điện thoại và laptop giảm đến 20%, mua sắm phụ kiện cạc sạc, pin dự phòng, tai nghe chỉnh hàng với giá chỉ từ 99.000 đồng và nhiều thiết bị gia dụng TV giá tốt. Khách hàng có thể lựa chọn thanh toán linh hoạt với nhiều ưu đãi qua Momo, VNPay hay trả góp 30%, không lãi suất, không trả trước, không phụ phí. Chương trình thu cũ đổi mới giúp khách hàng có thể dễ dàng và tiết kiệm khi lên đời các sản phẩm mới với giá thu tốt nhất thị trường. Cellphone S còn sở hữu hệ thống các trung tâm bảo hành sửa chữa ủy quyền chính hãng Apple Care và chuỗi 25 trung tâm dịch vụ bảo hành sửa chữa điện thoại, máy tính, mang tên Điện thoại Vui. Sau gần 15 năm hình thành và phát triển, Cellphone S đã có mặt tại hơn 30 tỉnh thành phố với hơn 115 cửa hàng, trở thành một trong ba chuỗi bán lẻ sản phẩm công nghệ có quy mô doanh số lớn nhất tại Việt Nam hiện nay.